Trong hôm nay 26 tháng 10, báo Bangkok Post đã đưa tin Thái Lan đã phát hiện trường hợp đầu tiên mắc biến thể AI.4.2, biến thể phụ của chủng Delta. Trước đó, người này không có chuyến đi nào ra nước ngoài. Theo các nhà khoa học, AI.4.2 hay còn gọi là biến thể Delta Plus sở hữu tất cả các đặc điểm của biến thể Delta kết hợp với đột biến trong biến thể Beta. Delta Plus được coi là có khả năng lây nhiễm cao và lây lan nhanh chóng. Nó cũng có khả năng bám chặt hơn vào các thụ thể của tế bào phổi và có khả năng làm giảm phản ứng kháng thể đơn dòng. Thông tin cụ thể sẽ được Khỏe mạnh đúng cách gửi đến ngay sau đây. Ông Chawet Sanamwat, Giám đốc Bộ phận Kiểm soát Dịch bệnh và Mối nguy y tế thuộc Bộ Y tế Công cộng Thái Lan cho biết, trường hợp mắc biến thể AI.4.2 này được phát hiện tháng trước là một người đàn ông 49 tuổi làm việc tại khu vực Bansai, tỉnh Ayutthaya. Người đàn ông này không có lịch sử đi lại đến các khu vực có nguy cơ hoặc đi nước ngoài. Theo đó, mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân này đã được gửi đi để giải trình tự gen tại Viện Nghiên cứu Khoa học Y tế các lực lượng vũ trang ở Bangkok. Ông Chawet San cho biết, bệnh nhân này đã hồi phục hoàn toàn và hiện không có trường hợp nào mắc biến thể AI.4.2 được phát hiện ở Thái Lan. Nước này đã thực hiện thêm các xét nghiệm ngẫu nhiên khi phát hiện biến thể AI.4.2 lần đầu tiên. Mối lo ngại về biến thể AI.4.2 do biến thể này có thể có mức độ lây nhiễm cao hơn một chút so với biến thể Delta. Ông Chawet San cho biết, theo nguồn tin từ báo Tuổi Trẻ, tính đến ngày 25 tháng 10, biến thể AI.4.2 đã được phát hiện tại ít nhất 42 quốc gia, trong đó có Canada, Úc, Nhật Bản, nhiều nước châu Âu. Đến nay có tổng cộng 23.407 ca mắc biến thể Delta Plus được ghi nhận trên khắp thế giới, trong đó Vương quốc Anh chiếm phần lớn số ca nhiễm, 21.848 ca. Tại Mỹ, Delta Plus được phát hiện tại 33 tiểu bang với tổng cộng 130 ca. Ngày 25 tháng 10, kênh India TV News đưa tin Ấn Độ báo động khi phát hiện biến thể AI.4.2 ở bang Madhya Pradesh và bang Maharashtra, bang đông dân thứ hai Ấn Độ. Đến nay, Ấn Độ phát hiện ít nhất 17 ca mắc biến thể AI.4.2. Phân tích trình tự gen ở các phòng thí nghiệm tại Ấn Độ, Hiệp hội Coronavirus Genomics Ấn Độ báo cáo rằng Delta Plus là biến thể gây quan ngại với ba đặc điểm: tăng khả năng lây truyền, liên kết mạnh hơn với các thụ thể của tế bào phổi và làm giảm khả năng đáp ứng kháng thể đơn dòng trong liệu pháp điều trị COVID-19. Các nhà khoa học cho biết hiện còn quá sớm để khẳng định các triệu chứng khác biệt của Delta Plus vì dữ liệu còn tương đối ít. Theo các nghiên cứu ban đầu, các triệu chứng của Delta Plus cũng tương tự như các dấu hiệu phổ biến ở bệnh nhân mắc virus SARS-CoV-2, chủng gốc và các biến thể khác. Đáng chú ý, những dấu hiệu nhận biết lâm sàng do Delta Plus gây ra khá giống với bệnh cảm thông thường, khiến nhiều người chủ quan bỏ qua, làm tăng nguy cơ biến chứng hoặc tử vong ở người bệnh. Hiện vẫn chưa thể dự đoán được dữ liệu biến thể Delta Plus có gây ra làn sóng đại dịch tiếp theo hay không. Nhưng theo tiến sĩ Anurag Agarwal, giám đốc Viện Gen và Sinh học Tích họp tại New Delhi, Ấn Độ nhận định không có bất cứ dữ liệu nào đến thời điểm hiện tại cho thấy Delta Plus sẽ gây ra nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng. Chúng tôi sẽ theo dõi kỹ lưỡng và tăng cường tất cả các biện pháp bảo vệ nhằm kiềm hãm nguy cơ bùng phát của các biến thể. Từ các thông tin trên cho thấy, biến chủng này đã đến các nước gần Việt Nam hơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến của dịch COVID-19. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nội dung trên. Nếu thấy bổ ích, đừng quên like, share và subscribe kênh Khỏe mạnh đúng cách nhé. Xin chào!